xếp áo thè giấy bút mực nghiền, thầy đồ làng tôi dạy chữ thánh hiền. Bên mái đình xưa mùi ngòi hài con, học trò làng tôi cho rồi trí tuệ. Chào đón các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn sinh viên thành phố Hải Phòng đã có mặt trong chương trình nghệ thuật Tôi là sinh viên 2013 do Tổng công ty Viễn thông Viettel, Thành đoàn Hải Phòng và Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức tiết mục đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó là tiết mục tự biên của các bạn sinh viên trường Đại học Hải Phòng mang tựa đề Nghĩa Sư Đồ. Và thưa quý vị và các bạn, đây cũng chính là tiết mục đã đoạt giải nhất trong phần thi Tài năng sinh viên thành phố Hải Phòng năm 2013 được tổ chức ngay tại sân vận động Lạch Tray vào buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật đồng nhiệt để cảm ơn phần biểu diễn của các bạn sinh viên. Vâng ạ, xin được cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 9, hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và hưởng ứng năm du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng Hải Phòng 2013, Tổng công ty Viễn thông Viettel phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng tổ chức ngày hội Tôi là sinh viên 2013. Đây cũng là món quà vô cùng ý nghĩa mà Tổng công ty Viễn thông Viettel cùng Thành đoàn Hải Phòng muốn dành tặng cho thế hệ trẻ nhằm động viên những sinh viên có thành tích tốt trong học tập.
đồng thời cổ vũ tinh thần hiếu học của những người Việt trẻ. Quý vị đại biểu và các bạn sinh viên thân mến, được biết đến với tên gọi là thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng là một trong những trung tâm giáo dục và đào tạo lớn của cả nước với 21 trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn. Và mỗi năm, thành phố Hải Phòng của chúng ta đã đón hàng chục nghìn sinh viên về đây theo học. Có thể nói là với vai trò chủ lực của mình, trong những năm qua, Thành đoàn Hải Phòng cùng các tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh viên trên địa bàn thành phố đã luôn luôn đồng hành cùng với các thế hệ đoàn viên, thanh niên để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên sân chơi bổ ích và hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng các tầng lớp sinh viên, học sinh tham gia. Và chương trình Tôi là sinh viên năm 2013 do Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chính là một trong nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng hướng về sinh viên và đồng hành cùng với sinh viên. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel, đại diện đơn vị tổ chức chương trình Tôi là sinh viên 2013 lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời bà. Trước hết, thay mặt cho Tổng Công ty Viễn thông Viettel, cho tôi gửi lời cảm ơn đến Thành ủy Hải Phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Thanh niên thành phố Hải Phòng cùng các sở, ban ngành đã hỗ trợ Tổng Công ty Viễn thông Viettel thực hiện chương trình này. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả, đầu tư cho giáo dục là một trong những hoạt động lõi của Tập đoàn Viễn thông Quân đội và của Tổng Công ty Viễn thông Viettel. Bên cạnh việc đầu tư cho hạ tầng giáo dục, Viettel còn chú trọng tới rất nhiều các hoạt động nội dung dành cho thế hệ tương lai và dành cho các hoạt động giáo dục. Chương trình Tôi là sinh viên năm 2013 do Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp cùng Hội sinh viên Việt Nam đã tổ chức các chương trình tại Đà Nẵng, Thái Nguyên, Cần Thơ và hôm nay là tại thành phố Hải Phòng. Hải Phòng được biết đến như một thành phố trẻ, năng động và thành phố công nghiệp. Ngoài ra, Hải Phòng còn biết đến giống như một thành phố đầy thơ mộng với cái tên thành phố Hoa Phượng Đỏ. Thay mặt cho Tổng Công ty Viễn thông Viettel, chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã cùng chúng tôi và cho chúng tôi thấy toàn bộ sức trẻ của thành phố Hải Phòng và sức trẻ đầy nhiệt huyết của các bạn sinh viên trong thành phố Hoa Phượng Đỏ. Cuối cùng, cho tôi thay mặt Tổng Công ty Viễn thông Viettel, thay mặt Thành đoàn và toàn bộ ban tổ chức chương trình Tôi là sinh viên, muốn gửi đến tất cả các bạn sinh viên một thông điệp rằng chính đời sống của các bạn sinh viên, sức trẻ của các bạn sinh viên đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thay mặt cho Tổng Công ty Viễn thông Viettel, tôi xin chúc tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình cùng toàn thể các bạn sinh viên một đêm trải nghiệm nhiều cảm xúc, cá tính và nhân văn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn bà Phạm Thị Thanh Vân. Thưa toàn thể quý vị đại biểu và các bạn sinh viên thân mến, ngày hội Tôi là sinh viên năm 2013 không chỉ mang tới cho các bạn một sân chơi bổ ích, lành mạnh, mang đậm tính nhân văn, mà còn mang tới cho các bạn cơ hội được giao lưu với những thần tượng âm nhạc đang được giới trẻ mến mộ. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với chương trình nghệ thuật Tôi là sinh viên năm 2013. Đồng hành cùng các bạn sinh viên trong chương trình biểu diễn nghệ thuật này, tôi xin phép được nhường lời cho một MC. Anh rất đa tài và anh đến từ thủ đô Hà Nội. Và trong nhiều năm vừa qua, anh đã đón nhận được những tình cảm yêu mến nồng nhiệt của đông đảo khán giả cả nước, đặc biệt là các bạn trẻ. Theo các bạn thì đó là ai ạ? Ai ạ? Dạ vâng. Xin một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chào đón trên sân khấu MC Xuân Bắc. Xin cảm ơn. Xin kính chào quý vị đại biểu, xin kính chào quý vị khán giả. Đặc biệt xin thân mến chào mừng tất cả các bạn sinh viên đang có mặt tại sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng ngày hôm nay. Vâng, phần 2 chương trình Tôi là sinh viên sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Phần 2 hứa hẹn sẽ bùng nổ. Phần 2 hứa hẹn sẽ máu lửa. Và phần 2 hứa hẹn sẽ bộc lộ đầy đủ tất cả những sự nhiệt tình của các bạn sinh viên đang có mặt tại đây. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và Xuân Bắc cảm thấy vô cùng sung sướng và tự hào khi được có mặt tại đây. Tham gia chương trình hết sức có ý nghĩa như thế này tại một thành phố mà Xuân Bắc vô cùng yêu mến và tự cho phép mình coi thành phố như là quê hương thứ hai. Bởi vì trong những thước phim đầu tiên của Xuân Bắc được mọi người biết đến, tôi đã may mắn được quay tại Hải Phòng và nhiều người nói rằng thằng núi quê ở Hải Phòng. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chúng ta đang có mặt trong một chương trình mà tôi đã giới thiệu, đó là vô cùng có ý nghĩa. Và một trong những đơn vị khởi xướng cũng như là đồng hành cùng chương trình đó chính là công ty Viettel. Và để mở đầu chương trình hôm nay, các bạn hãy giữ sự nhiệt tình, các bạn hãy giữ lấy và bộc lộ thật đúng lúc. Và bây giờ sẽ là một tràng vỗ tay thật lớn cho nhóm It's Time với ca khúc mang tên Bay. Xin mời. Bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đám say đêm nay mong manh đừng vỡ tan. Thoát ra là thênh thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đang chờ dần từ trong chiếc và đây là lần thứ hai It's Time được quay trở lại với thành phố Hải Phòng để hát cho tất cả các bạn cùng nghe. Lần trước thì It's Time không có được vinh dự hát cho đông đảo quý vị khán giả cũng như các bạn sinh viên hát như vậy, và hôm nay thật hạnh phúc vì được hát trong không khí như vậy. Và bài hát tiếp theo It's Time xin gửi đến quý vị và các bạn một bài hát rất quen thuộc nữa của nguyên Hải Phòng. Bài hát có tựa đề là Đôi Mắt. Cảm ơn các bạn. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ giờ tan biến đâu, anh ngờ. Tình yêu trong anh trao em mãi mãi, để trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy.
từng ngày trôi qua mơ nụ cười treo nhau lại thêm lo âu. Giờ ngày phút không bao lâu và nhiều buồn đau chôn dâu. Đôi mắt xưa rằng nồng ấm giờ này đã xa xong. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trong năm. Giờ ngày vui qua đi giờ chia ly lại với chân mi. Giờ này em đâu vừa chi giờ còn mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến. Và để tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với một nhạc sĩ còn rất trẻ, nhưng anh có được uy tín trong làng âm nhạc Việt Nam. Một nhạc sĩ với rất nhiều những sáng tác trở nên hit. Những ca khúc mà anh sáng tác thật là tuyệt vời, và còn tuyệt vời hơn nữa nếu như cùng lắng nghe những sáng tác do anh sáng tác và chính anh trình bày. Người ca sĩ, nhạc sĩ trẻ mà tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay vào giờ phút này đó chính là tác giả của ca khúc Nồng Nàn Hà Nội. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Xin mời. Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên, thấy bao điều người người chào bình minh đang đến. Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên. Một Hà Nội rất thân quen, mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê. Hey yeah yeah, đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn. Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ. Yeah, đưa em đi qua thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu.
Vỗ tay thật lớn với các bạn ơi. Dạo qua góc công viên, thấy bao điều người người chào bình minh đang đến. Đi bộ ra tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên. Một Hà Nội rất thân quen. Nhìn đây, mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê. Hey yeah, đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn. Ngồi ăn một quán ven đường Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đến chúng ta. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ. Đứng yên ở đó nhá. Đứng yên không được di chuyển ạ. À. À, đây là các bạn. Nào hát to lên nào, come on. Phần 2 thì Hà xin phép được hát để tặng cho tất cả các bạn nhá. Tay đâu hết rồi à? Muốn đêm đi qua sóng tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp trong em cứ ngỡ một không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái.